Xin chào tất cả mọi người đang xem video của kênh Hoa Lan Nông Nghiệp. Và mọi người có nhớ cái hồ điểm này không? Cách đây một tháng mình có làm video về hướng dẫn kết hoa hồ điệp bằng nhiệt độ. Và đây là thành quả này. Mình cũng hứa là quay lại kết quả cho mọi người cùng xem và mọi người cùng chiêm ngưỡng nha. Cây rất khỏe nha, không hề bị vấn đề về suy cây. Và ngọng hoa đang phát triển và rất là dài. Ngọng to lắm. Ngọng này. Và đang vươn lên. Hiện thì mình vẫn đang sử dụng phân bón 6-30-30 để kéo dài ngọng hoa và để phát triển cái cánh hoa cho to. Đây. Ngoài ngọng hoa này nó còn nuôi thêm cả 2-3 cây con nữa. Nhưng mà cây rất là lực. Chim đến con ỉ lên trên này nữa thì biết phân bón nó nhiều như thế nào rồi. Mọi người có thể xem lại video về hướng dẫn kết hoa. Đó là vào kênh Hoa Lan Nông Nghiệp, là kênh của mình đó. Và kéo xuống tìm cái video mình đang đánh dấu đó. Nông Nghiệp, đây. Mọi người vào phần video và xem video cách đây là 3 tuần. Đây, à quên, đã 3 tháng trước chứ. Cực kỳ chuẩn nha. Đây, mọi người cùng xem bộ rễ này. Và tiếp theo, rễ con đang ra rất là nhiều. Cái này không phải là do cây nó yếu, nhưng mà mình đã hỗ trợ rất là nhiều về vấn đề phân thuốc trên cây nha. Chỉ hỗ trợ thôi. Thứ nhất là giúp rễ cây phát triển, thứ hai là giúp cho ngọng phát triển và nhiều chất dinh dưỡng để dưỡng thân lá nữa. Hiện tại cây chưa phát triển ra lá non được tại vì nó đang nuôi cái ngọng hoa và hai đứa con của nó đang kèm theo đây. Và các con của nó cũng đã ra rễ rồi. Mình có bán hồ điệp nhưng mà những cái hồ điệp mình bán thì để kinh doanh thôi. Còn những cây cái này là mình chơi vì đam mê. Nó rất là hay đó mọi người. Nói một tí về các ngọng hoa thì mình sử dụng phân thuốc cũng giống như tất cả mọi người thôi. Nhưng mà cái quan trọng nhất là mình kích nó bằng nhiệt độ. Mình đã bỏ nó vào trong thùng rồi mình bỏ đá vào để hạ nhiệt độ thấp nhất có thể trong vòng một tuần. Và cây tự ức chế và phân hóa mầm hoa. Và khi nó đã cắm mầm thì mình sẽ sử dụng phân bón lá 6-30-30 của Growmore để hỗ trợ và phát triển ngọng hoa và không làm cho cây bị suy hoặc là bị yếu đi trong quá trình sinh trưởng hoa. Về vấn đề mọi người nếu có ý kiến thì comment để cho mình biết hoặc là mình sẽ nói cụ thể hơn ở các video sau. Và xin giới thiệu một tí về các loại mình đang sử dụng. Hiện nay mình sử dụng cũng giống như mọi người thôi. Thì mình dùng B1 chai lớn nha. Đằng này là phân bón lá và hỗ trợ các chất dinh dưỡng và vitamin B1 rất là nhiều qua đường lá cho cây. Khá là chất lượng và hầu như ai chơi lan cũng sẽ có đằng này. Tiếp theo vẫn là Hùng Nguyễn. Hùng Nguyễn rất là quan trọng trong xuyên suốt khi hành trình của cây.
về chất lượng thì khỏi phải bàn cãi. Tiếp theo nữa là cũng là dòng phân bón lá của Gromor 63030 cộng T. Mình không kích cái thằng này mà mình dùng thằng này để dưỡng ngồng hoa thôi nha. Về hướng dẫn sử dụng thì mọi người có thể xem vào sau, đơn giản thôi, nhưng mà về liều lượng thì mình dùng liều lượng rất là nhỏ. Ví dụ như B1 thì mình dùng 1 ml trên 1 lít nước. Hùng Nguyễn cũng vậy, và thành thành Gromor, thành 63030 mình cũng vậy, mỗi thằng chỉ dùng một một đúng 1 ml nước. Giống như bình phun của mình đây là bình 2 lít thì mình dùng từ 1,5 đến 2 thôi, nói chung là rất là thấp. Và mình mỗi tuần mình chỉ phun 2 đến 3 lần thôi, cách nhau một ngày, mình không có phun đậm đặc, tại vì mỗi ngày một chút thì nó sẽ giúp cây hấp thụ và không bị ngộ độc. Một tí xíu và khi phun thì giống như các video khác mình cũng đã nói là phun đều và dạng phun sương, phun càng đậm càng tốt, phun vào lúc sáng sớm để cây quang hợp và hấp thu các chất dinh dưỡng. Vậy thôi, đơn giản. Và cảm ơn tất cả mọi người đã xem video nha. Nhớ thấy hay hoặc là hữu ích thì đăng ký để ủng hộ kênh phát triển, và cần thêm các sản phẩm về vật tư ngành lan thì có thể nhấn vào link Shopee ở dưới phần mô tả để ủng hộ mình. Tạm biệt tất cả mọi người.